đó là chương trình Bịt Mắt Tìm Cô Dâu xin phép được bắt đầu. Bây giờ xin mời chú rể rời xa cô dâu chút xíu. Rồi xin mời đây. Rồi ban tổ chức chúng tôi. Ban tổ chức tôi sẽ bịt mắt chú rể. Và chúng tôi xin mời khoảng 5 hoặc 6 bạn nữ lên sân khấu để cùng Đức sẽ kể với cô dâu được không ạ? Vâng, xin mời. Xin mời ai giơ tay lên. Xin mời đội bên trái luôn. Rồi xin mời. Rồi. Rồi xin mời lên.
Bây giờ hai bạn sẽ có 5 giây để nhìn ngắm lại nhau và đề nghị chú rể trao cho cô dâu một lời nói ngọt ngào trong chương trình ngày hôm nay.